cha đẻ của The Blob chính là Greg Lockman, một huyền thoại trong những huyền thoại của làng golf thế giới. Ngài cá mập trắng vĩ đại với sở trường là cú swing đẹp mắt cùng lối chơi quyết liệt. Gregory John Lockman là danh thủ lừng lẫy khi giữ vị trí số 1 liên tục 331 tuần trên bảng xếp hạng golf thế giới. Ông sở hữu 91 chức vô địch quốc tế gồm 20 giải đấu PGA Tour, 2 giải Anh mở rộng. Ngoài ra, Lockman cũng giành được 31 vị trí top 10 chung cuộc, 8 lần vào chung kết các giải Major trong suốt sự nghiệp của mình. Không chỉ xuất sắc trên sân golf, ngài cá mập trắng còn thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Greg Lockman là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Great White Shark, hiện đang hoạt động trên 47 quốc gia, trong đó đơn vị chuyên thiết kế sân golf của ông đã nổi tiếng thế giới với hơn 100 sân golf được khai trương ở 34 quốc gia và 6 châu lục. Tại Việt Nam, huyền thoại Greg Lockman và công ty thiết kế của ông thường được nhắc tới với 5 dự án sân golf, nổi bật nhất trong số đó chính là The Blob Hồ Tràm. Sân golf đã được xếp hạng tốt nhất tại Việt Nam và lọt top 100 sân golf tốt nhất thế giới của Golf Digit. The Blob Hồ Tràm thực sự là một địa điểm lý tưởng để các tay golf phá vỡ giới hạn của bản thân. Phong cách linh với những cồn cát tự nhiên uốn lượn, độc đáo, kết nối biển và đất liền, thách thức những người chơi đến chinh phục. Sân golf có 18 hố được thiết kế dựa trên địa hình tự nhiên của những cồn cát gợn sóng nằm cạnh bờ biển. Khu vực trống được tận dụng tối đa. Các hố golf đan xen với rừng tự nhiên và các bãi cạn, một cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, tinh thần được thả lỏng, sảng khoái và tươi mát. Điểm cao nhất của sân golf The Blob có sức gió mạnh, địa hình quanh co, độ cao hơn mặt nước biển lên tới 50m, nằm ở thảm cỏ hố số 15. Các gôm thủ có thể phá vỡ giới hạn bản thân với vị trí thách thức hơn hố số 4, một vị trí đem tới cảm giác thách thức ngay tại thời điểm đầu của vòng chơi. Không chỉ vậy, nếu đứng từ các vị trí hố số 4 và hố 15, các gôm thủ còn được chiêm ngưỡng toàn cảnh sân golf, ngắm nhìn thảm xanh tự nhiên rừng phòng hộ quốc gia, xa hơn chính là bờ biển trải dài mở rộng của khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc tế The Grand Hồ Tràm. Sau buổi chơi golf, các gôm thủ có thể nạp năng lượng và tận hưởng giây phút thư giãn tại nhà hàng Infinity. Nhà hàng Infinity nằm trong khu Clubhouse. Tại đây, các gôm thủ sẽ ngắm trọn bức tranh thiên nhiên sống động của đại dương, bãi biển cát vàng, sân golf uốn lượn, một địa điểm không gì sánh bằng để vừa ngắm nhìn quang cảnh hút mắt và thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Nhà hàng Infinity chiều lòng thực khách với menu đa dạng được chế biến bởi đầu bếp 5 sao, từ những món truyền thống mang đậm bản sắc ẩm thực Việt cho đến các món ăn phong cách Thái, Hàn, món Âu độc đáo. Ngoài ra, menu đồ uống phong phú cũng là điều gôm thủ không thể bỏ qua nếu muốn có một trải nghiệm vị giác trọn vẹn nhất.